Chào mừng mọi người đã truy cập vào kênh Chim Sẻ Nắng Official. Chúc mọi người sẽ có những giây phút vui vẻ bên những trận đấu đầy chế hay. Tôi là những nghiệp thủ rất là nổi tiếng ở giới phủi. Hoàng Lâm, Ngô Dũng này, ngày hôm qua Long Nguyễn và Forever đều là những game thủ có tiếng cả ở giới phủi cả. Họ ép đời chứ, biết chơi. Hello anh nghe là Tuấn Long nha rồi. À, quên. Trong trận này thì game thủ Chim Sẻ Nắng rồi cầm cho mình con bài Hitty rồi. Mình nghĩ quân gì đấy anh? Egypt anh em nhá, tin báo về là Egypt dành cho team phủi Hoàng Lâm và Ngô Dũng. Đánh này thì cần phải đòi hỏi một cái sự và kết hợp quân cho nó chuẩn chỉ anh em ạ. Không phải là cứ đánh cắm đầu đánh đâu, phải có cái sự giao tiếp kết hợp. Ví dụ như ông này ông ấy ép đời, ông này đi dò các thứ này, ông đi điều quân, ông móc máy hay phát triển. Cái tầm này à, rất là khó đánh nhưng không phải đơn giản đâu anh em ạ. Nhìn thì tưởng là đơn giản thôi. Đúng rồi anh em, 3-4 rồi đấy. Nói chung là đợt trước là đánh 98 truy mạnh Chim Sẻ sao nhỉ, kéo cung R ấy. Còn 5 cơ mà. Đánh cái này nó kết hợp với nhau cực kỳ nhuần nhuyễn, hiệu quả, nó không đơn giản đâu anh em ạ. Gặp một con sư tử đến từ game thủ Chim Sẻ Đi Nắng. Hiện tại đi gỗ đầu khá gần với nhà chính dành cho bà đấu cầm Hitty. Đối đầu Egypt thì Hitty hoàn toàn đánh thẳng cung được. Và còn Egypt bên kia thì thường thường nó sẽ đánh chém cơ cấu chuyển đánh bài hút mã trước. Nó Chim Sẻ Nắng với cái thế bài này nếu mà và do đồ ăn ổn một tí nữa thì em nghĩ có thể đánh thẳng cung được, vì một thế bài rất là dễ cơ cấu khung nhà được với hai cánh sừng bao quanh và đều rừng thông và có những mặt S đẹp. Bấy hiệu đầu Chim Sẻ Nắng được khai thác tại vị trí BS, đây là một chiếc BS nhân đôi. Ăn được gỗ và ăn được cả hiêu luôn. Nó đấy bảo là giải này có cả Văn Hưởng anh em ạ. Văn Hưởng tham gia đại diện là team AOE Hải Phòng. Văn Hưởng Nam Su Kiu à, nhưng mà Hải Phòng Thanh Hóa kết hợp với nhau à. À gạt thế nhở. Này là không phải Chim Sẻ Nắng chọn hit đâu anh em nhá, random hết rồi mà. Vào random hết rồi, không phải chọn hit đâu. Ở phía ngoài thì có thêm một đồ nữa rồi, quả phụ đến ngay đây rồi. Cái mặt từ 12 giờ xuống thì có thể BBM để bo bế, còn BA các thứ thì có thể xem ở bên ngoài này. Thế nhà khá kín dành cho game thủ Chim Sẻ. Xin chào anh Nguyễn Cường nhá. Đây là kèo trong giải đấu AOE cơm thịt sẻ nhá. Và đánh với hai người và hai người này đánh chung một màu. Chạy thủ giới thiệu anh em chương trình khuyến mại bán hàng chỉ có tại kênh Chim Sẻ Nắng. Giá một chai đông trùng hạ thảo 380k nay chỉ còn 330k. Giá một chai mơ bá đào 250k nay chỉ còn 215k. Sản phẩm bao gồm chai, vỏ, hộp và túi sách sang trọng. Miễn phí ship nội thành Hà Nội khi mua từ 2 chai trở lên. Mua một thùng 6 chai đông trùng hạ thảo tặng một chai mơ bá đào sang trọng. Một thùng 12 chai mơ bá đào tặng ngay một chai đông trùng hạ thảo sang trọng. Anh em có thể liên hệ đặt hàng qua số điện thoại em để ở phần ghi comment, đó là 0906 860 309. 11% dành cho tụi Chim Sẻ Đi Nắng, nên kia là 11% thì nhiều hơn một chút thôi. Chim Sẻ anh quyết định đánh 27 công dân ở trong trận đấu này. Xin chào anh Phạm My nhá. Rồi đây là vị trí thiết kế BA. BA xây phía trên này đến từ game thủ Chim Sẻ. Map này thì không có xe dò nên không biết nhà đối phương nằm ở vị trí góc mấy giờ. Mặt phía hướng góc 6 giờ lên thì cơ cấu đóng BBM 27 dân cộng 1 và vẫn kích trong 10. Đền đời rất là sớm, 10-40 gì đó dành cho Chim Sẻ Nắng và sẽ nâng cấp công nghệ chặt gỗ ngay sau đây. Còn đang thiếu tầm 8 thực nữa. Rồi kích lại chặt gỗ nào. Cơ cấu bo bế nhà của mình lại.
Điểm số của chim sẻ nó đang cao hơn và ép rất khét anh em nhá. Bài hai bãi quả, bầy hiêu các thứ. Xin lỗi anh em là ba bãi quả một bầy hiêu, hai bãi quả phụ. Kích đòi 27 dân cộng 1 rất sớm, có con tê đứng kê nhà. Chỗ này chỗ cũng check kỹ lại và chốt lại bằng một chiếc BE. Ở Mạnh Hào thì đang ngồi đợi thôi anh em ạ, chuẩn bị đánh kèo cung đờ mới bên Trung Quốc thôi. Ngồi ngó ngó tí xem đánh như nào. Thấy bảo là thơm định vào mút kèo này. Trước Mạnh Hào có một đánh rồi hay sao ấy chứ đúng không? Có một thời gian đánh rồi đấy, bị dã cho. Kami bảo tầm Mạnh Hào thì Kami với Hải Mario ngăn. Rồi, có một con ngựa giò đối phương đang chọc. Và chốt e các thứ lại thôi à, có thể là kéo con tê về kia hay không. Đây là một tình huống vậy e để bắt ngựa giò đến từ game thủ chim sậy nắng. Và chuộng nông cái giáp à, đúng là như đoán thì bài Egypt là một bài đấu đánh chém anh em nhá. Nó phải chém rồi, rồi với Hitty cái này chém chốt chuyển cung sau. Hoặc là có thể công ca chẳng hạn nếu lên bài, lên đời sớm. Tình huống vậy khá khó chịu. Tiếp tục vào chốt e bò bế lại để nhốt con ngựa giò đối phương nhưng chưa thành công. Việc đánh cái này thì họ sẽ có nhiều tay để điều giò hơn anh em ạ. Một nhà phát triển thôi. Và một nhà cứ cầm giò đi chọc thôi, một con giò công giáp rất mất tay, có tình huống vậy. Rất gắt, không biết là ông này ông nào điều đấy, Hoàng Lâm hay là Ngô Dũng. Đấy, một nhà cứ ở nhà phát triển, một gia dân các thứ, một nhà đi vẩy e các thứ thôi, chọc giò thôi. Mà khiến nó chim sẻ đang mất khá nhiều lực ở trong tình huống lọt nhà này anh em ạ, tầm 3-4 dân gì đó. Và không chỉ là mất dân đâu, nó còn hưởng đến rất nhiều đến lực nữa. Này thì không kịp gõ mấy cái e anh em ạ. Con giò đối phương vẫn kịp thời lọt vào. Và tầm này là ổn định nhà cửa rồi. Tham Lai hiện tại đang có số là 33, lạc đà đối phương đã đến. Như vậy là lạc đà chạy thứ này xuống thì chắc nhà đối phương vị trí góc 12 giờ rồi anh em ạ. Bài nói chung là vẫn là kín thôi anh em ạ. Thế này vẫn đánh thoải mái nhá. Thế nhà siêu kín dành cho game thủ chim sẻ nó bắt đầu đưa tân cung đầu mình ba con ra phía ngoài. 30 dân à. Và như vậy ở vị trí ở trong này thì lọt anh em ạ, nhưng mà đã có tân cung R mới nở ra rồi. Chắc chắn là sẽ phải mang cung R ra để thủ, sau đó thì vẩy E lại. Và vẩy E, cung R đã có giáp 2, ba cung R đi bắn nhau đối phương và đã khai thác được vào mấy cơ sở ăn hoang của cặp đôi bên phía team phủi rồi. Tiếp tục tình huống vẩy E rất nhanh tay từ chim sẻ nắng và rất nhanh tay. Và qua hai giây chim sẻ nắng tình huống này, đối phương đang có hai con lạc đà, chúng ta đang có ba con cung R. Những lạc đà này sẽ nằm xuống. Bên kia đối phương đã chuyển cung R thành công rồi. Đây là bài đánh chém nâng cấp chặt gỗ, sau đó cơ cấu chuyển cung. Chuyển sang bài đánh hỗn mã của Egypt, đây là một combo rất khỏe nhá. Sức mạnh của hỗn mã Egypt nó cực kỳ đáng sợ. May quá cái tình huống bị lọt ở góc 12 giờ xuống này, chúng ta không mất nhiều dân anh em ạ. Và cũng tình huống vậy bắt được lạc đà đối phương luôn. Nhưng tuần này nếu mà vào nhiều quân là hơi mệt anh em ạ. Cũng may thời điểm đầu trận, đầu game cho nên là đối phương cũng chưa nhiều quân lắm. Tiếp tục đứng cung R ở phía trong thôi. Cơ cấu lực một tơn đã, hai cung R đang chủ động đẩy đi dò để tìm xem là nhà đối phương có cái điểm yếu nào không, và có cơ sở ăn hoang nào ở phía ngoài nữa hay không. Và chuyển sang bài hút ma đến từ cặp đôi bên phía team phủi rồi. Xin chào anh Nguyễn Văn Ba nhá, xin chào anh Bích Văn nhá. 7:30 đâu, 19:00 mà anh ơi, chứ không phải là 19:30 anh nhá, kèo này 19:00 rồi. Nhà đối phương thì có vẻ cũng kín đấy, nhà những cái lô cốt ở vị trí góc 12 giờ rồi. Ngày hôm qua thì cặp đôi Long Nguyễn và Forever đã để thua trước chim sẻ nắng với tỷ số là 9-4, 4-9. Ngày hôm nay thì team phủi lại đặt niềm tin vào Hoàng Lâm và Ngô Dũng. Đứng đốt BM đối phương thôi. Có cơ cấu là một tên giáp 4 các thứ hay không nhỉ, hay là nâng cấp chặt gỗ 2 đây. Có lẽ là chim sẻ nắng sẽ ưu tiên nâng cấp cho mình công nghệ chặt gỗ 2 trước. Giáp 2 tầm này cũng đủ rồi anh em ạ. Nâng cấp chặt gỗ 2 để lấy cái khả năng phát triển cũng như là lấy cái tầm bắn để có thể rỉa cũng như điều quân của tình huống vẩy e đến từ chim sẻ nắng. Tiếp tục là tình huống vẩy e. Rồi, tiếp tục là tình huống vẩy e. Không, tầm này chưa được nhưng cũng đã được hai cung lờ của đối phương. Cái vị trí cái e ở sát mép bản đồ có lẽ một điểm yếu chim sẻ nắng. Một chỗ nữa có lực thì chúng ta sẽ đóng BC thì bò bế lại luôn. Và chủ động đứng hai cung lờ mặt này để xem đối phương có đứng lăm le gì hay không. 40 dân. Đây là cặp đôi phía team phổi. Tạo lại chim sẻ nắng đang có số là 63/72. Ở trong nhà đây cũng đang ra tương đối nhiều ruộng rồi. Nhưng thì hiện tại lực của chim sẻ nắng thì chưa nâng cấp được chặt gỗ 2. Xin chào anh Thanh Hoàng nhá. Đúng rồi anh ơi, hai người cùng điều khiển luôn nhá anh ơi. Hai người cùng điều khiển luôn. Bên kia đã có BC, sóc dân phát triển, nhà đối phương đúng như cái lô cốt luôn anh em ạ.
rất là kín ở vị trí góc 12 giờ. Hello anh Quý Trọng Vũ nhá, xin chào anh. Bây giờ chia sẻ đang đứng áp lực thôi. Đối phương trận này thì xây nhà quân ở mặt bên kia. Đối phương mà xây nhà quân mặt này thì chúng ta sẽ có cơ sở ốp A hơn. Đối phương xây quân mặt kia thì họ sẽ đánh thủ trước. Lúc đầu họ công một chút thôi, bây giờ thì họ về thủ, đứng quân ở phía trong. Đây sẽ là một cái khoảng thời gian để cho game thủ chim sẻ nắng có thể phát triển. Mình áp lực đối phương ở cái vị trí này, sau đó thì ở nhà vẫn phát triển thôi. Trận cũng hai đã có rồi. Và có nghĩa chuyện đào vàng và nâng cấp giáp 4, nhưng mà đầu máu hay không đây. Hiện tại chim sẻ nắng đang có 4 chiếc nhà BA. Đây là cái BC đến từ game thủ chim sẻ. Sau đó đào một chút vàng, nâng cấp đầu máu này ạ. Và cắm luôn 3 cung L, nhà đối phương rất kín nhá. Tạm thời vẫn chưa vào được, nhưng mà đã khai thác được khá nhiều vào cái lượng gỗ của đối phương. Chúng ta đang bắn được cái BC của đối phương rồi, bắn BB rồi. Chỗ này đối phương muốn bo lại, phải bo nhà cứng. Nếu chỗ này bo bằng E không rồi, chim sẻ nắng sẽ bắn rất nhanh và có thể tách cung L ở phía trong. Rồi, đang có tình huống dương đông kích tây từ game thủ chim sẻ nắng. Anh xô một tân quân ở mặt trước, sau đó để một tân quân vào cái vị trí khe rừng này, điều quân ở cả hai mặt trận luôn. Hiện tại vẫn đang 4 chiếc nhà BA thôi và chưa có dấu hiệu đào vàng. Để bắt đầu thiết kế nhà chính ra vị trí bãi vàng. Vị trí này thì có thể vẽ được cả ruộng và ăn được cả vàng luôn anh em nhé. Chắc là đóng để vẽ ruộng thôi, chủ yếu là vẽ ruộng thôi anh em ạ. Còn nghĩ chúng ta chưa nghĩ đến chuyện đó là lên 4. Và vì hiện tại là chúng ta chưa có đủ lượng tài nguyên anh em nhé. Đóng vẽ thêm ruộng và đào một chút vàng nữa cơ ông nghệ. Chim sẻ nắng đang dí vào, có rất nhiều lợi thế khi một quân đang đông hơn. Có vẻ đội bạn đang ép quân hơi yếu ở trong trận đấu này. Có BC sóc dần các thứ nhưng lượng quân thì không nhiều lắm. Dù đây là hỗn mã của Egypt, tăng thêm một chiếc nhà BA đến từ game thủ chim sẻ nắng. Quân dồn lên đều thì khả năng cao khó dành cho cặp đôi bên phía team Phủi rồi, Hoàng Lâm và Ngô Dũng rồi anh em ạ. Một vài cung đờ tách vị trí bên trong ruộng chính và giật giật rồi anh em ạ. Chiến thắng dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này, tỷ số là 1-0. Có vẻ bên kia họ tăng nga và tăng nhà quân hơi muộn anh em ạ, hoặc là họ cơ cấu lúc đầu yếu, họ cơ cấu lúc đầu nhiều BA quá. Nên là lúc đầu cơ cấu nhiều BA quá.